Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, chiều nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hải Châu. Đến thăm anh hùng lực lượng vũ trang dân dân Huỳnh Thúc Bá, sinh năm 1944 tại phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Phan Quảng bày tỏ tri ân những hy sinh to lớn của gia đình đối với hết sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc ông sống vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, đóng góp xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Nhập ngũ tháng 10 năm 1962, ông Huỳnh Thúc Bá, nguyên là đại tá, chủ nhiệm chính trị, bí thư đảng ủy, cục hậu cần quân khu 5, Hiện ông đang sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cũng là thương binh 4 trên 4 và con gái là Huỳnh Thị Thu Giang. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ, sinh năm 1934 tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng khi mẹ vẫn còn khỏe và tinh thần minh mẫn, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ có một người con duy nhất là liệt sĩ Huỳnh Thị Huấn, cán bộ liên lạc văn phòng huyện ủy Tiền Phước, tỉnh Quảng Nam, tham gia cách mạng từ tháng 5 năm 1972, hy sinh vào tháng 2 năm 1974. Bí thư thành ủy chúc mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lệ sống vui, sống khỏe, là chủ dựa tinh thần cho con cháu, tiếp tục động viên, giáo dục con cháu trong gia đình tiên phong trong các phong trào thi đua ở địa phương, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.